Kính bạch thầy, người già bị bệnh lẫn thì có hộ niệm được không ạ? Có người mời chúng con đến hộ niệm cho ba của họ, nhưng ông cụ lẫn rồi, ăn rồi lại nói chưa ăn, đi tiểu bôi trét khắp tường, leo lên tường, trên giường, trong góc nhìn, rất là tội nghiệp. Kính xin thầy cho chúng con hỏi trường hợp này ban hồi mới làm sao. Xin thưa với chư vị, đừng bao giờ để tới cái tình trạng này mới mời ban hồi niệm. Họ không còn cách nào có thể cứu được, nhất là những người bị lầm lẫn rồi, nó khó vô cùng. Trường hợp này thì ban hồi niệm xin thưa là chỉ có ngày nào công phu hồi hướng công đức chỗ, và người ta khuyên gia đình cố gắng làm thiện làm lành, hồi hướng công đức để cho khi nào may ra cái người cha của mình tự nhiên tính lại thì mới hộ niệm được. Chứ khi mà đã lú lẫn rồi, đã không còn có thể tiếp nhận được lời hướng dẫn thì ban hộ niệm cũng nên chịu thua, chư vị ơi. Hộ niệm lúc đó cũng chẳng khác như là ở nhà mình niệm Phật hồi hướng công đức cho ông cụ, chứ tao đâu hướng dẫn ông cụ không nghe thì làm sao hướng dẫn được. Cho nên trong những trường hợp này, gia đình nên thay người bệnh mà sám hối, gia đình thay người bệnh này mà làm thiện làm lành, phóng sanh lợi vật gì đó hồi hướng cho ông cụ, mong cho ông cụ thoát qua cái ách nạn này. Chứ khi mà cái nghiệp nó đứng lên tới cái giai đoạn mà ông cụ không còn biết gì nữa thì thôi, đành chịu thua. Hộ niệm gì thì cái xác suất mà được thành công chỉ còn 1%, còn xác suất thất bại tới 99%, ban hộ niệm cũng đành chịu thua, chư vị. Cho nên hộ niệm phải lo trước, trong lúc tỉnh táo này phải lo hộ niệm đi, là cộng tu với nhau, hợp với nhau tu. Trong buổi cộng tu đó mình khuyên tấn nhau, chỉ vẽ nhau về phương pháp hộ niệm, chính là mình đang hộ niệm cho nhau. Thấy ông cụ này mê cái gì, chấp cái gì, mình mô khuyên ông cụ buông ra là hộ niệm cho họ. Cho nên chư vị nói là hộ niệm, ta khuyên tấn, hướng dẫn và hướng dẫn. Đến lúc mà ông cụ này không cách nào đi cộng tu được thì lúc đó người ta mới đến nhà của mình và bắt đầu. Thay vì mời ông cụ đi tới niệm Phật đường niệm Phật thì chúng ta tới nhà ông cụ niệm Phật bên ông cụ. Mà trong khi đó tất cả những điều gì cần nói người ta đã nói nhiều rồi, bây giờ bắt đầu người ta nói thêm, ta gỡ thêm cho, thì gọi là hộ niệm. Chính nhờ gỡ thêm như vậy mà giúp cho rất nhiều người vượt qua ách nạn của nghiệp trước, chứ không phải để nghiệp trước nó hành hiện hành rồi mới hộ niệm, thì lúc đó sợ rằng không còn ai dám có thể nhận được cái ca hộ niệm này. Nhớ nhận chư vậy nha. Ở chùa đồ các ngài cũng nói như vậy, luôn luôn là phải tự mình lo tu hành trước, đừng để chờ khi mà bị nạn rồi. Nạn rồi thì khó giải lắm đấy. Nhớ chư vậy nha. A Di Đà Phật.